nguồn gốc gà Đông Tảo thì lại phải nói tới gà Đông Tảo. Từ xa xưa đến giờ, các cụ nói nhìn thấy ánh nắng bình minh rất đẹp ta lấy được chữ Đông. Còn sau một quá trình để lấy được chữ Tảo thì quê như các cụ là đi cắt quê như các tóc tơn ấy, rửa lên nó một màu xanh nó rất đẹp. À cái tóc tơn này thì nó thuộc họ Tảo, thì các cụ lấy được chữ Tảo thì là các cụ đặt tên cho là Đông Tảo. Còn bay gà của ta đẹp quá, ta lấy gà Đông Tảo. Gà Đông Tảo này nó có cái đặc điểm của nó, cái chất lượng thịt của nó rất ngon, cái da của nó rất dày và được cái chân của nó rất to. Thời xa xưa ở nước Việt Nam có những cái gì ngon nhất thì đều tiến vua dòng gà Đông Tảo để nó ngon như vậy. Thì các cụ ở đây cũng đại diện cho Hưng Yên của mình để đưa cái dòng gà này lên tiến vua. Vào tháng 8 năm 2012, ông Lê Hồng Cường ở xã Đông Tảo được biết đến là một trong ba gia đình vinh dự được Hoàng tử Nhật Bản Akishino trong chuyến thăm làm việc tại Hưng Yên đã đến tham quan tìm hiểu về giống gà Đông Tảo. Cũng may mắn gia đình lại được gặp Hoàng tử Nhật để có như giao lưu, trao đổi về vấn đề chăn nuôi gà Đông Tảo này. Hoàng tử Nhật đánh giá cái gà này rất quý hiếm của Việt Nam. Thế nên khi Hoàng tử Nhật ra về rất thích một con trống và một con mái của gia đình nhà tôi. Tôi cũng cố gắng một cái cuộc đời của mình lúc nào tôi cũng phải có cái con gà Đông Tảo. Buổi sáng ra ngồi uống nước trà cũng được ngắm cái con gà Đông Tảo của quê hương mình là tôi mừng lắm rồi. Gà Đông Tảo ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là đặc sản nổi tiếng có từ lâu đời. Trải qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, có thời điểm tưởng như giống gà này đã tuyệt chủng. Thế nhưng nhờ sự tâm huyết kiên trì, người dân nơi đây đã lưu giữ bảo tồn giống gà quý này. Anh Lê Quang Thắng, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, xã Đông Tảo là một trong những người ở địa phương đang rất tâm huyết với giống gà này. Chỉ có những người yêu gà Đông Tảo, hiểu rõ về gà Đông Tảo thì mới nhận biết được là chăm sóc khó như người ta chăm lan ấy. Ví dụ như là mùa hè là phải đảm bảo độ mát cho nó, mùa đông mùa mưa là phải đảm bảo độ ấm, ngoài ra là phải đảm bảo mấy tiêu chí sạch, ăn sạch, uống sạch, ở sạch. Một đàn gà trống thuần, những con đỉnh cao phải là những con đầu bảng, những con đẹp nhất. Hai cặp chân không những to này, to là phải to tròn chứ không phải to bẹt, không phải to sùi, mà vẩy thịt, vẩy rồng và vóc dáng là phải oai phong, có hai cái tích, tức là hai cái dái tai, cái màu cân đối, đầu gộc tre, mỏ ngắn như mỏ chim sẻ. Và màu lông đặc trưng đó là màu đen ma lĩnh hoặc là mận chín. Đi đứng nó phải oai phong lẫm liệt. Đấy là những con gà đỉnh cao và giá trị nhất. Sau nhiều năm, cố gắng của anh cũng được đền đáp. Vào năm 2016, anh vận động người dân thành lập hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo. Hiện hợp tác xã có 17 thành viên với diện tích chăn nuôi 12.000 m², tổng đàn gà trên 8.000 con. Năm 2022, hợp tác xã đã có sản phẩm thịt gà Đông Tảo được công nhận OCOP hạng 4 sao. Sản phẩm giò lụa gà Đông Tảo, giò sao gà Đông Tảo được công nhận là sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Ngoài việc bán lẻ, hợp tác xã thực hiện liên kết với siêu thị Metro và một số công ty bếp ăn tập thể ở trong và ngoài tỉnh để tiêu thụ với sản lượng 40 tấn gà thịt tươi trên năm và 15 tấn gà Đông Tảo ủ muối thành phẩm. Trung bình mỗi năm, doanh thu của hợp tác xã chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo đạt từ 5,5 đến 6 tỷ đồng, mang lại thu nhập cho mỗi thành viên từ 400 triệu đồng trở lên. Từ xa xưa, người dân huyện Khoái Châu thường truyền tai nhau câu thơ: nhãn lồng bổ ngập giao phay, gà to Đông Tảo 3 ngày 1 cân. Đó là những câu từ ví von về hai đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên là nhãn lồng và gà Đông Tảo. Những con gà Đông Tảo vô cùng nổi tiếng, một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, sở hữu thân hình vóc dáng cao trưởng, đôi chân khổng lồ. Xưa kia, gà Đông Tảo chuyên dùng làm cống phẩm dâng vua bởi thịt thơm ngon, giòn, săn chắc. Ngày nay, gà Đông Tảo mang thương hiệu nổi tiếng trở thành thú cảnh nuôi để trang trí trong nhà hay quả biếu Tết độc đáo. Thậm chí còn có cả các cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho gà Đông Tảo. Toàn xã Đông Tảo hiện có 350 hộ chăn nuôi với khoảng 17.000 con gà Đông Tảo. Trong những ngày giáp Tết, hoạt động sản xuất tiêu thụ gà Đông Tảo diễn ra sôi động. Thông thường, mỗi con gà làm quà từ hơn 4 kg có giá từ 2 triệu tới 7 triệu đồng.
Trên thị trường có khá nhiều các trang trại, các điểm họ nuôi gà, tức là thụ tinh hoặc là nuôi trên chuồng nhốt trong cho ăn cám công nghiệp, thì thịt nó sẽ nhão, sẽ trắng, thậm chí là thịt nó tanh. Vì vậy là dù rằng con gà đông tảo của họ cũng khá to nhưng họ bán rất rẻ. Nhưng mà đương nhiên là tiền nào của đấy, con gà to đó nuôi trên chuồng nhốt cho ăn cám công nghiệp thì nó không thể nào là thịt nó đỏ săn chắc ngon như gà thả vườn được. Và họ nuôi chỉ thời gian độ 6 đến 7 tháng, 8 tháng là họ bán. Nhưng gà của chúng tôi nuôi là phải ít nhất là 10 tháng. Những con gà quả biếu thậm chí là 2 năm rưỡi chúng tôi mới có thể bán được. Chính vì vậy là cứ bảo làm sao là nó đắt, đắt nó cũng có cái giá xứng đáng. Nhưng bây giờ những con đỉnh cao đẹp nhất phải rơi từ giá độ 5 đến 7 triệu một con. Gà đông tảo, một sản phẩm có danh tiếng hàng trăm năm tuổi, vật nuôi rất gần gũi và gắn bó với người dân nơi đây. Điều đáng quý là một số người gắn bó với con gà không chỉ vì lợi nhuận mà họ làm việc bằng cả tình yêu và niềm đam mê. Anh Giang Tuấn Vũ là một trong những người như thế. Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, anh có một công việc ổn định ở Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã có một quyết định bỏ phố về quê, khởi nghiệp bằng con gà đông tảo để trở thành ông chủ của một trang trại gà đông tảo rộng hơn 3.000 m², một cơ sở chế biến các sản phẩm từ thịt gà đông tảo, thu lãi gần 1 tỷ đồng mỗi năm như ngày hôm nay. Giang Tuấn Vũ đã trải qua một chặng đường dài đầy chông gai, thử thách, đối mặt với những sự lựa chọn, có cả những thất bại. Ngoài bán gà thương phẩm, để tăng giá trị cho gà đông tảo, anh liên kết tiêu thụ gà thịt của một số trang trại trong xã để chế biến thành các sản phẩm như giò, chả sụn, gà ủ muối. Trong đó, sản phẩm chả sụn gà đông tảo, giò gà đông tảo được công nhận là sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này đều được các vị vua thời hiện đại ưa chuộng. Con gà đông tảo khi còn sống ấy, nó 4 kg và nó vượt ngưỡng so với một cái nhu cầu sử dụng của một gia đình thông thường. Con gà chất lượng thịt thì rất ngon nhưng nó đòi hỏi về cái cách thức chế biến rất là cầu kỳ. Vậy nên là không phải ai người ta cũng có thể làm được. Xuất phát từ cái suy nghĩ đó thì tôi cũng đưa ra một cái đáp án cho cái câu chuyện đó là làm ra cái sản phẩm chế biến từ nó. Sau 4 năm tôi triển khai cái việc mà sản xuất cái sản phẩm chế biến từ gà thì tôi thấy là cái nhu cầu thị trường rất lớn, gần như đều trong cái tình trạng là khan hàng và không đủ đáp ứng cho thị trường. Chất lượng tin tưởng là sạch sẽ, ngon, thơm, có mùi đặc trưng của gà đông tảo. Gà đông tảo thuộc danh sách các giống gia cầm quý hiếm của nước ta. Hữu xạ tự nhiên hương, những chú gà chân vảy rồng đã thu hút giới truyền thông quốc tế và tiếng tăm của nó đã đến tận các nước ngoài biên giới. Trại gà đông tảo của anh Giang Tuấn Vũ được đài truyền hình TBS của Nhật Bản đến làm phóng sự về giống gà đặc sản có 102 của Việt Nam. Tờ Business Insider Mỹ đã chia sẻ đoạn video dài 5 phút giới thiệu về giống gà đặc sản nổi tiếng này. Sau khi clip được đăng tải, thu hút hàng triệu lượt xem với nhiều bình luận của độc giả từ khắp thế giới tỏ ý thích thú trước giống gà lạ này. Về mặt hình ảnh thì tôi thấy rằng là con gà nó đã vượt qua biên giới của Việt Nam và rất là nhiều bạn bè trên thế giới họ có phản hồi rất là tò mò về nó. Thì đấy cũng là một cái cơ hội cho chúng tôi, những người nông dân đang phát triển con gà đông tảo, không chỉ bán ở Việt Nam mà có thể mở rộng ra quốc tế. Rất là hy vọng rằng sản phẩm thịt gà của chúng tôi, người ta sẽ nhắc đến nó giống như một cái sản phẩm như thịt bò Kobe của Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên mà giống gà đông tảo được dùng để tiến vua. Ngoài hình dáng hùng dũng, trang trọng, giống gà này còn được xem là con vật mang nhiều ý nghĩa, mang phúc lộc, may mắn cho chủ nhân. Vậy nên vào dịp Tết, số lượng người tìm đến xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để hỏi mua giống gà này lại tăng để làm quà biếu Tết, làm cảnh, làm cỗ cúng tất niên, làm thực phẩm để thiết đãi bạn bè và có nhiều cách để thưởng thức món gà tiến vua này. Gà đông tảo thì nó phải đạt được mức cân nhất định thì con gà nó mới ngon. Một con gà đông tảo 3,5 đến 4 cân thì mình có thể chế biến được 9 đến khoảng 10 món. Ví dụ gà hấp theo kiểu thú rừng này, tái chanh này, lòng mề thì mình xào thập cẩm, gà xào lăn, gà tái thính, gà giả cầy, giò. Rất là ngon. Cái món gà ủ muối thì nó rất là phù hợp để làm quà ngày Tết. Xã Đông Tảo hiện nay thì có 5 sản phẩm OCOP từ gà Đông Tảo. Để gà Đông Tảo phát huy hết những cái tiềm năng lợi thế và góp phần phát triển kinh tế của địa phương thì hiện nay địa phương cũng đã có rất nhiều các cái giải pháp. Từ những năm 2016 tôi đã phối hợp với huyện cũng như là Sở Khoa Công Nghệ xây dựng thương hiệu tập thể gà Đông Tảo và đã được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể gà Đông Tảo. Chúng tôi cũng đang định hướng cho các hộ bảo tồn các cái nguồn gen quý của giống gà Đông Tảo.
bưởi Luận Văn, chuối Ngự Đại Hoàng, nước mắm Vạn Phần, gà Đông Tảo là những đặc sản tiến vua thời xưa. Chỉ hai từ tiến vua thôi đã thấy sự quý giá, thơm ngon của những sản phẩm nông sản này. Tiếng gà Đông Tảo gáy giữa trưa rộn ràng, âm thanh của tiếng gà trưa như một bản nhạc mùa xuân hòa quyện với màu nắng và làn gió xuân nhẹ nhàng, khiến cho lòng người thêm phấn chấn, mang theo niềm mong ước của những chủ trang trại đam mê với con gà. Đó là làm sao bảo tồn, nhân giống và phát triển được giống gà quý hiếm để cuộc sống của nhiều gia đình ngày càng khấm khá, sung túc hơn.